trường chắc là cũng học sinh và chắc là năm mươi tháng một em nghĩ là chắc là muốn kỷ niệm ở trường bao nhiêu chắc là học sinh nó ra trường thành đạt chẳng học sinh nó về xe cứu thương nó về bệnh nhân hôm đấy hết hơi